Chương trình thời sự tuần qua cũng đã đưa tin Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị Bà Rịa Vũng Tàu đẩy mạnh hơn nữa kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách. Vì trên ngân sách phải chặt chẽ, tiết kiệm nhưng phải đảm bảo đúng tiến độ, tiếp tục phối hợp triển khai tốt hơn nữa các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả đối với các ngành thuộc bộ như hải quan, thuế, kho bạc nhà nước. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương có biển và hệ thống cảng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại. Vì thế, Bộ trưởng lưu ý Bà Rịa Vũng Tàu cần tăng cường phối hợp với các lực lượng kiểm tra, xử lý các vi phạm. Tuần qua, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 6 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2019, thảo luận đưa ra mục tiêu và giải pháp để tỉnh hoàn thành kế hoạch năm 2020. Kỳ họp cũng đã tiến hành chất vấn tại nghị trường hai nội dung mà cử tri và các đại biểu quan tâm về môi trường, chính sách bảo hiểm xã hội. Qua xem xét các đề án, tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 34 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, pháp chế. Kỳ họp cũng bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả với 48 trên 49 phiếu đồng ý, chiếm tỷ lệ 97,96% so với tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp. Ông Nguyễn Văn Thọ đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Lưu Tài Đoàn trúng cử chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bà Đỗ Thị Lai và ông Lê Quốc Việt trúng cử Hội thẩm Nhân dân Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tuần qua, ông Nguyễn Hồng Đỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp ông Roy Kho, Tổng lãnh sự quán Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao. Những năm qua, Việt Nam nói chung và Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng đã có mối quan hệ ngoại giao, hợp tác tốt đẹp với Singapore và nhiều doanh nghiệp Singapore đã đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu. Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu mong muốn với vai trò của mình, Tổng lãnh sự sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa doanh nghiệp Singapore với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Roy Kho khẳng định sẽ kết nối với Bộ Ngoại giao và các doanh nghiệp đơn vị của Singapore để phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Bà Rịa Vũng Tàu với Singapore trong thời gian tới. Tuần qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn lãnh đạo tỉnh đã có buổi kiểm tra thực tế việc vận động trả lại vỉa hè tại thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa. Qua khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc triển khai cuộc vận động trả lại vỉa hè, cương quyết xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm. Cũng thông qua buổi kiểm tra thực tế này, lãnh đạo tỉnh sẽ xem xét việc triển khai thực hiện đề án thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố trên địa bàn tỉnh. Bà Rịa Vũng Tàu cần tiếp tục quy hoạch lại mạng lưới trường lớp đáp ứng được nhu cầu của từng địa phương, tăng cường phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên mầm non và quan tâm hơn đến công tác bảo đảm an toàn cho trẻ. Đây là yêu cầu của đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về phổ cập cho trẻ mầm non dưới 5 tuổi. Bà Rịa Vũng Tàu được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2013, giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được. Trong 6 năm qua, tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đến nay, các trường mầm non đều đáp ứng được công tác dạy và học 2 buổi một ngày, 100% trẻ em 5 tuổi đều được quy động đến trường. Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA thuộc dự án hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa SDGS vừa kết thúc 8 ngày làm việc với ngành công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong chương trình làm việc, đoàn đã dành nhiều thời gian để tổ chức tập huấn chia sẻ thông tin về quyền sở hữu tài sản trí tuệ, các pháp lý về giao thương với doanh nghiệp Nhật, giới thiệu về công nghệ sản xuất sản phẩm mang thương hiệu sản phẩm của Subame Sancho sản xuất tại Việt Nam. Từ đó giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bà Rịa Vũng Tàu định hướng phát triển sản phẩm tại thị trường Việt Nam và Nhật Bản.
Kết thúc chuyến làm việc này, đoàn công tác Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản SICA sẽ chọn 4 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện dự án hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ký kết. Tuần qua, SEA Games 30 diễn ra tại Philippines đã bế mạc. Đây là một kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi của Việt Nam khi vượt chỉ tiêu hơn 30 huy chương vàng, xếp thứ hai toàn đoàn, chỉ sau nước chủ nhà. Trong kỳ tích huy hoàng đó có hai chiếc huy chương vàng đã làm nức lòng người hâm mộ. Đó là huy chương vàng của cả môn bóng đá nam và nữ. Hòa chung niềm vui cùng các vận động viên của cả dân tộc sau chiến thắng trong trận chung kết của đội tuyển bóng đá U22. Hàng ngàn người dân Bà Rịa Vũng Tàu đã cùng xuống đường để ăn mừng, tạo nên bầu không khí lễ hội chiến thắng sôi động và náo nhiệt. Để đảm bảo trật tự an toàn trước, trong và sau trận chung kết SEA Games 30, 100% quân số của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự các địa phương đều được triển khai chốt trực tại các vị trí trọng yếu. Lực lượng cảnh sát cơ động cũng được huy động để tổ chức tuần lưu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giúp người dân tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc.